Tại tỉnh Thanh Hóa, thông tin từ phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn phường này đã khiến hai bà cháu tử vong, còn ba người khác đã được người dân giải cứu. Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng nay tại nhà riêng của một gia đình ở khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà đang có 5 người, trong đó có 2 trẻ em và một người già. Lửa được phát hiện bùng phát từ tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng, khiến cho cả 5 người trong nhà không thể thoát ra ngoài. Cửa chính ngôi nhà là cửa cuốn, nên khi phát hiện cháy, người dân đã phải phá cửa để dập lửa. Khi phát hiện có 2 vợ chồng và một cháu nhỏ ở tầng 2 ngôi nhà, người dân đã hỗ trợ và giải cứu ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, ở tầng 1 ngôi nhà có 2 bà cháu mắc kẹt không thể thoát ra ngoài. Đến khi người dân dập được lửa thì 2 bà cháu đã tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an thành phố Sầm Sơn và các đơn vị chức năng tiến hành điều tra làm rõ.